người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel review trên kênh YouTube của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người một sản phẩm bỏ hộp quà, trang trí hộp quà, đó chính là một túi xốp. Một túi xốp được mix ở một được mix bởi tất cả các loại màu. Một túi xốp được mix rất là nhiều màu với nhau. Mọi người thấy này, trong cái túi xốp này nó có đầy đủ các màu luôn ấy. Đây là một túi xốp đã được mix sẵn rồi. Và chúng ta chỉ việc mua về để chúng ta đóng gói hộp quà để tặng cho mọi người nha. Đây là bỏ quà siêu xinh, trang trí hộp quà siêu xinh luôn nha mọi người. Đây là sau khi mà đã được mix rồi thì mọi người có cả túi như thế này luôn. Mọi người không cần phải mua riêng lẻ từng màu sau đấy về chúng ta mix nữa, mà chúng ta sẽ cần mua về. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Bác Giải của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bông cúc xanh nhé. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một dải giấy màu xanh, đó là bông cúc xanh. Tiếp theo các bạn cắt cho mình một dải giấy có 2,5cm nhé. Thêm một ít màu tím cho phần áo và những bạn này nữa. Đây nha, cái này là sau khi đã được mình mix sẵn. Sau khi đã được mình mua về rồi thì chúng ta sẽ đóng vào hộp quà, trang trí hộp quà, làm hộp quà để tặng nha. Và bức tranh về nhân vật sáng trong phim truyền hình và anime. Đây nhiều người một túi như thế này thì khi mà mọi người mua ở trên Shopee thì những cái túi quà, những cái túi xốp thế này thì nó sẽ có nhiều size, nhiều màu khác nhau, và chúng ta có thể tùy chúng ta thích màu nào chúng ta mua, hoặc chúng ta có thể mua những cái túi mà đã được mix sẵn nhiều màu. Ở trong đây mình thấy có màu vàng, màu trắng, màu tím, màu hồng, màu cam, màu đỏ, có rất là nhiều màu ở trong một cái túi như thế này nha mọi người. Còn nếu không thì chúng ta có thể mua những cái màu riêng biệt, không cần phải mix cũng được nha. Hello, chào tất cả các bạn đến với channel YouTube màu cho những bức tranh của mình. Hôm nay hãy cùng mình tô màu cho tranh về một nhân vật sắc trong series phim hoạt hình One Piece qua hải tặc nhá. Hãy cùng theo dõi quá trình mà mình tô màu cho nhân vật sắc này. Chiếc áo choàng mà nhân vật này đang mặc thì mình sẽ sử dụng cây bút chì màu nâu để tô cho chiếc áo choàng này nhá. Đây nha mọi người ơi, rất là xinh luôn, rất là mua về trang trí hộp quà thì rất là tiện. Và giá của những cái túi xốp này thì nó không hề đắt đâu nha. Thì nó chỉ có giá khoảng tầm là mấy nghìn đồng cho một túi như thế này thôi. Nó khoảng tầm 3-4 nghìn cho một cái túi như thế này. Nói chung là tùy từng xốp, có xốp sẽ bán 5-6 nghìn, nó rất là tùy từng xốp. Và chúng ta nếu mà chúng ta mua ở trên Shopee thì chúng ta có thể lựa chọn giữa các xốp và chúng ta có thể xem giá và chúng ta mua với nhau nha. Mua
Cái này đấy mình hay mua những cái sản phẩm đồ này ở đồ nếu mà đồ lưu niệm chúng ta cần luôn thì chúng ta sẽ mua ở những shop bán đồ lưu niệm, đồ trang trí làm hộp quà cũng được. Còn nếu không chúng ta có thể đặt trước cái thời gian ta dùng, chúng ta mua ở trên Shopee cho mình cho nó rẻ hơn. Ở trên Shopee bao giờ thì nó cũng rẻ hơn, nhưng mà mọi người cần phải mua số lượng lớn thì may ra nó mới rẻ hơn nha. Tại vì trên đấy cũng có khi là cho nó mất ship, cũng có khi là không mất ship, nên là tùy nữa. Đây rất là xinh luôn, mọi người thấy nó được một bịt như thế này rất là chắc chắn không bị rơi ra ngoài. Và cái video mình đã review cho mọi người một cái túi shop mini Liti dùng để trang trí này đã kết thúc đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi hết video của mình. Các bạn đừng quên ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách cho mình xin một like, một lượt share và ấn đăng ký kênh cho mình nhá. Bye bye mọi người.